chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Từ Nhà Đến Trường của Đài Việt Face TV với phần trình bày và soạn thảo của bác sĩ Quỳnh Kiều, là bác sĩ chuyên khoa về nhi đồng và đã hoạt động tại California trên 40 năm. Xin kính chào bác sĩ Quỳnh Kiều. Chào chị Thanh Thảo, tôi xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Việt Face TV. Thưa bác sĩ, cái tuần này Thanh Thảo muốn hỏi bác sĩ về vấn đề nhập học. Có lẽ là giờ này thì quá trễ để nói tới cái mùa năm nay rồi. Tại vì nhất là mùa hè đến nơi, Disneyland sắp mở cửa vào ngày 30 tháng 4. Rồi sau đó là tiểu bang California sẽ mở cửa xã hội lại hết, dự định là vào 15 tháng 6. Thì những bậc phụ huynh hiện nay chuẩn bị cho con em vào mùa tựu trường của tháng 8 hay là mùa thu năm nay, họ nên làm gì để chuẩn bị cho con em đi học một cách an toàn? Lý do là tại vì như bác sĩ nói trong những cái chương trình về Covid á, là trẻ em hiện nay chưa được chích ngừa. Thành ra cho dù cô giáo hay là những người phụ cô giáo hoặc nhân viên trường học có được chích ngừa đi chăng nữa, trẻ em nó không được chích ngừa thì cái chuyện làm sao để các em giữ được an toàn tối đa? Thì thứ nhất á, là đối với các nhân viên mà trong ngành giáo dục á, mà chích ngừa đó thì nó cũng mất thêm một tháng nữa thì họ chích ngừa đầy đủ. Và như vậy nó mới hiệu quả. Nếu mà mình tính từ cái lúc mà bắt đầu mở ra cho cái 1B đó, tất nhiên là những nhân viên giáo dục đó, thì cũng phải là đến tháng 5 thì như vậy kể như là họ an toàn. Một vấn đề thứ hai nữa đó là vấn đề testing. Khi mà bắt đầu có vaccine đó thì mọi người lơ là cái vấn đề mà thử Covid. Không có ai muốn thử hết. Yeah. Bảo chứ nếu mà bây giờ tôi chích hay là cũng bây giờ cũng ít rồi, nó cũng đang đỡ đỡ rồi, thôi khỏi thử đi. Nhưng mà tôi rất là thích là mới là trong cái tuần lễ, mới cách đây vài ngày đó, là ông giám đốc của Los Angeles County về khu học đó, ông đã tuyên bố, ông bảo là trước khi đi học, trẻ em phải đi thử trước. Và khi đi thử như vậy, và khi đi học rồi, mỗi một tuần thử một lần. Và như vậy đã có nhiều bố mẹ cứ nhao nhao lên, bây giờ đi thử ở đâu, không thích đi thử này này nọ kia kia. Nhưng mà thứ nhất đó, là những cái cách thử bây giờ nó rất là nhẹ nhàng đối với trẻ em. Nó không phải là cái loại mà mình thọc mà nó đau mũi đâu. Thì các em có thể tự làm lấy hoặc là bố mẹ làm cho. Nó cũng giống như là mình lau mũi bằng cái Q-tip thôi, chứ không có. Thì rất là nhẹ nhàng thì mình không có sợ. Là một, hai nữa đó. Nhưng mà chỉ có cái, và khu học đó họ sẽ sắp xếp cho cái chuyện đó. Ở quận Cam mình đó thì tôi thấy không có được mà rõ ràng như là ở bên khu học Los Angeles, là vì bây giờ cũng hãy còn lung tung lắm. Mới bắt đầu có những cái nơi mà họ làm tại trường học để mà họ chích ngừa thôi, chứ còn cái vấn đề testing đó là nó không được người ta chú ý đến nhiều. Thành ra gần đây đó thì tôi có dịp là có một số những cái thử nghiệm á, mà chính phủ mà của Abbott đó, mà chính phủ Mỹ đã đặt mua mấy chục triệu. Tất nhiên là bây giờ mình muốn ra ngoài mình mua cũng không được. Thì đằng này họ đưa cho những cái nơi mà cần thiết. Và tôi có được một số những cái thử nghiệm đó, và là mình phân phối để mà đưa cho các bác sĩ nhi, để mà có những cái em mà tới mình và nói là con tôi nó nóng sốt hôm trước, rồi bây giờ nó ho, rồi nó bị sổ mũi, rồi hay nó bị đau bụng, nó đi tiêu chảy. Thì bây giờ trường học bảo là hoặc là ở nhà 10 ngày, hay là đi lấy giấy của bác sĩ nói là có thể an toàn trở về trường học được. Mà đến chúng tôi đó, muốn có thể nói an toàn thì tôi phải thử. Chứ nếu không thử thì Covid nó rất là đa dạng, mình đâu có biết chắc là trở về mà em không là cái đe dọa cho các em khác hay là cho thầy giáo. Thành ra phải thử. Thì có những cái thử nghiệm đó thì tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho củng cố cái an toàn cho mọi người. Thì cái đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Và vấn đề thứ ba đó, thì mình biết là hiện giờ đó, cái những cái khoảng cách mà xa đối với trẻ em nó không phải là 6 feet, 3 feet cũng được rồi. Thành ra cái vấn đề đó nó không có quan trọng bằng, trừ những cái lúc mà các em ăn trưa. Thì mở khẩu trang ra hết đó, thì lúc đó phải cách xa hơn rồi, và phải ngoài trời. Và hiện giờ đó thì ở các trường học thì họ cũng hiểu được đó, là những cái mà nguyên tắc an toàn quan trọng nhất đối với lại ở trường cho các em thì cái điều đó đỡ đỡ rồi. Thì muốn mở đó thì cũng được, nhưng mà phải do những cái nguyên tắc mà được theo dõi và được tôn trọng một cái chất rất là khắt khe. Và như vậy đó, tôi thấy ví dụ như khu học lớn nhất ở quận Cam là Santa Ana, họ nói năm nay họ không có thể nào mở được, họ không có chuẩn bị được, thì bỏ luôn năm nay đi, thì học online luôn và năm tới mới làm. Còn ngoài ra những cái khu học khác đó
thì không đồng đều, cái thì đi học một vài tiếng, một vài ngày, cái thì học một vài ngày nhưng mà lâu hơn, thì thôi kệ nó, kể như đó là mình cứ theo dõi những cái đó để xem là cái tỷ lệ mà các em có bị bệnh nó như thế nào, nó khác như sao, rồi là để mình lấy kinh nghiệm cho năm sau. Nhưng mà hy vọng đó, cũng giống như là vừa với nói với Thanh Thảo đó, là hy vọng là mình có thể chủng ngừa cho các em từ 12 cho đến 15 tuổi trước khi đến mà mùa hè, mùa thu lại năm này. Vào mùa thu. Dạ. Thanh Thảo cũng hy vọng như vậy. Thế thì cái lời khuyên để tóm gọn là bác sĩ khuyên bậc phụ huynh là nếu có thể được thì cứ thử nghiệm COVID cho các em, vì các em chưa được chích. Và nếu mà thử nghiệm đều đặn theo như trường yêu cầu thì mình chỉ cần order. Hiện nay có nhiều nơi đâu có tốn tiền. Dạ, nếu có bảo hiểm y tế thì đâu có tốn tiền. Dạ, hay là ở quận Cam đó, bây giờ ai cũng có thể yêu cầu để được một cái kit họ gửi về nhà cho mình. Cái lúc nào đó nhổ nước miếng vào đó thì và gửi lại thì trong vòng 2 ngày thì có. Còn cái kit mà lúc nãy tôi đề cập đến Abbott đó là 15 phút chúng tôi có kết quả. Vậy là cũng là điều rất tốt. Sang qua những cái em lớn hơn một chút xíu, bây giờ mình nói tới các em mà học bậc tiểu học, mà không phải tiểu học, trên trung học một tí, trên tiểu học là trung học để nhất cấp đi, thì các em đó là các em nghịch ngợm, thích sinh hoạt, không có thích ngồi yên. Bây giờ từ giờ cho đến lúc mà mùa tựu trường là một thời gian khá dài, bố mẹ của các em nên làm gì để chuẩn bị cho các em đi học lại? Mình biết đó, là đối với các em mà nó bị chấn thương nhiều nhất đó, là vì bị thiếu hụt đó, một cái khoảng để mà phát triển đó, là những em nhỏ, là những cái em mà tiểu học. Còn cái khúc này đó, các em mà cái giai đoạn tuổi này đó, các em cũng đã từng có một cái quá trình đã đi học rồi, đã được giao thiệp với con em của mình, với lại bạn bè của mình rồi, thì mình có thể là mình chuẩn bị các em qua những cái sinh hoạt mà nó điều độ hơn. Ví dụ như mình biết đó, là có thể là chắc là những cái nơi mà họ dạy bơi đó thì nó sẽ mở lại. Hai nữa đó là một số những cái camp đó, mà với lại cái số lượng giới hạn đó, nó cũng sẽ bắt đầu hoạt động lại, cũng như là một số những cái sport ngoài trời thì nó có. Thành ra là bởi vậy mấy cái đó một khi mà họ đã mở lại á, bố mẹ nên xem xét lại những cái tiêu chuẩn mà về an toàn mà họ thực hiện. Là vì cái gì cũng vậy đó, không phải là mình có thể là mình nói là đương nhiên là họ sẽ là làm theo đúng. Nhiều khi nó có những cái tiêu chuẩn đó hết nhưng mà họ không có thực hiện một cách nghiêm chỉnh. Đó là con của mình. Đây là không những là các em bị, có thể là các em chỉ đau ốm mà không có bị nặng, nhưng mà có thể là vẫn là lây cho những người lớn hay những người thân. Thành ra mình phải theo dõi xem là thực hiện ra sao. Thì tôi vẫn nhắc bố mẹ là nếu mà thấy mà không rửa tay, mà không có sanitizer đều đặn đó, thì nhiều khi một cách nhắc khéo là chính mình đem tặng và mình bảo là tôi thấy là có thể là tại vì xài nhiều quá, có thể nhà trường thiếu hay nơi kèm này thiếu thì mình cũng đóng góp thêm chút, không có bao nhiêu, nhưng mà cái đó là lời nhắc rất là khéo léo mà tôi nghĩ là hiệu quả đấy. Dạ. Rồi sang đến những em lớn hơn, các em mà sửa soạn trở thành những người trưởng thành, đây là tuổi ngổ ngáo và nhiều khi là gọi là cái gì, các em sẽ trở thành những người rebel, tức là nổi loạn đấy, cái tuổi nổi loạn rất là khó xử đối với bố mẹ trong lúc bình thường, bây giờ trong thời COVID còn khó hơn nữa. Thì lời khuyên của bác sĩ đối với những bậc phụ huynh mà có con ở cái tuổi này, cái tuổi đó đồng ý là cái tuổi mà ngang ngược nhất, thành ra mình bảo lại làm ngược lại. Thành ra ví dụ như đối với các em, ví dụ có một gia đình có ít nhất hai em, một em lớn trong cái tuổi ngổ ngáo và một cái em nhỏ hơn đó, thì tôi sẽ nói chuyện với em lớn và làm hai chuyện. Thứ nhất đó, là em là cái người mà bây giờ phải theo dõi là bảo tồn cái sự an toàn cho gia đình. Thành ra đưa cho những cái tiêu chuẩn. Trách nhiệm. Và em làm leader cho cái chuyện đó trước khi đi ra ngoài, trước khi đi đâu, và cái lúc mà vừa mới đi trở về đó, thì con make sure là mọi người đeo khẩu trang hết và rửa tay lúc trước khi đi và cái lúc mà khi mình đi về, và ăn uống các thứ đó, thì mình phải là mọi người là ngồi xa xa ra một tí nếu mà có người lạ. Hai nữa đó là đối với lại những cái vấn đề mà về cân nặng, tại vì đó là một cái vấn đề khác mà gặp hoài á, không có đi ra đâu thành ra tăng cân quá. Thì bây giờ tôi cũng giao cho em có một cái website để con lên con sell là ăn thực phẩm làm sao cho nó phù hợp với sức khỏe và exercise luôn, con lên con xem, con đi chợ với bố mẹ và con theo dõi là cái phân lượng
chất mỡ hay là chất calorie hay chất đường nó là như thế nào để mà con nhắc nhở mọi người thì có thế thôi, chứ nếu mà mình cứ nói thì kể như là nước đổ lông vịt thôi, các em không nghe mà nhiều khi lại còn thách đố, lại còn làm ngược trở lại. Phải có trách nhiệm và giao cho các em một cách nghĩa là chính thức thì các em sẽ là cái người mà đi nhắc nhở mọi người trong nhà, thì cái điều đó là cái điều rất là tốt. Em vừa học hỏi mà em vừa là những cái người thực hiện được. Chúng ta nhắc có một cái vấn đề ít người muốn nói tới, nhất là trong cộng đồng người Việt, đó là vấn đề về tâm thần. Trong cái thời đại dịch vừa qua, hơn một năm qua, cái số người cần đến bác sĩ tâm thần hoặc là những chuyên gia tâm lý trị liệu về tâm thần tăng rất nhiều. Mà đó là chỉ có những người chịu đi tìm cái sự giúp đỡ thôi. Còn những người không chịu đi tìm nữa thì mình không biết là còn bao nhiêu nữa. Thì cái lời khuyên của bác sĩ đối với những người trong gia đình có thành viên bị cái bệnh, không phải là hẳn là trầm cảm, nhưng mà có những cái vấn đề về tâm lý như vậy, đặc biệt nó xảy ra ở những cái tuổi các em sắp sửa trưởng thành, hình như là cái hormone nó có thay đổi hay sao đó mà nó xảy ra nhiều hơn. Thì khi mà chúng tôi khám bệnh cho các em đó, hay là làm check up cho các em đó, thì nó có một cái loại mà cái bộ câu hỏi 9 câu, 10 câu thôi, và trong đó đó là để mà mình nhanh mà mình coi xem là sàng lọc xem có những cái triệu chứng gì mà nó ảnh hưởng đến là do là cái vấn đề tâm thần hay tâm lý nó bị down đó chẳng hạn. Thì ví dụ như về cái giấc ngủ này, về cái sự mà vui thú khi mà làm những cái việc mà trước khi giờ em thích. Rồi thứ ba nữa là tập trung khi học. Thứ tư nữa đó là ví dụ như là có nói chuyện và liên quan với người khác. Thì đó là những cái lĩnh vực mà bố mẹ hay là những cái người trong nhà mình có thể để ý cho con em mình có những cái thay đổi gì không. Nếu mà mình thấy mà em có vẻ buồn, hay là có một số em thôi quen rồi không cần cái gì hết, không cần nói chuyện với bạn nữa, là tại vì bây giờ cả bao nhiêu lâu không nói thì kể coi như bình thường, thì cái đó là điều đáng quan tâm đó. Thì mình là những cái người phải tạo những cái cơ hội cho các em có thể gặp qua Zoom hoặc là qua xa xa, một cái cách gì mà nó an toàn, hay FaceTime. Chính phải là ví dụ như đối với những cái em nào mà nó không có cái nhu cầu xã hội á, mình phải làm những cái Zoom cho cả gia đình mình chơi qua Zoom, hay là hai đứa nhỏ nó Zoom với nhau rồi nó cứ chơi Lego chẳng hạn, như nó ngồi nó lắp Lego hay là nó chơi trò chơi và nó trao đổi với nhau. Và trong những cái trường hợp này cho phép tụi nó dùng video games, là vì video games không phải là những cái loại bắn, mà có những cái loại là ví dụ như nó phải đi kiếm thủ phạm đã làm một cái việc gì đó, hoặc là nó xây dựng cái gì, hoặc là nó làm nhà hàng á, thì ba bốn em mà nó chơi với nhau, nó biết nhau trước rồi thì nó chia nhau ra để nó làm, thì cái đó là một cơ hội tụi nó trao đổi với nhau và có thể học được những cái kỹ năng về xã hội rất là quan trọng, hay là những cái kỹ năng mà làm việc thành ekip. Thì những cái lúc đó mình không cần có ở đó, mà mình cứ nghe ngóng thì mình biết là nó la lên và nó nói chuyện với nhau, nó bảo phải làm thế nọ, phải làm thế kia, thì mình biết là được rồi. Thì như vậy đó là thế, nó có một cái sự hấp dẫn ở trong đó đó, thì mình thấy là rất, đó là một cái liều thuốc tâm thần đấy. Bởi vì tất cả chúng ta trong sống và trong xã hội đều cần nhau, cần phải có những cái người bạn bè trong đời sống hoặc là những người đồng nghiệp, mà bị nhốt hết trong nhà thì ra đây là một trong những cách để giải tỏa khó khăn này. Đúng như vậy. Mà quý vị, nếu mà mình thực hiện được như vậy đó, thì mình sẽ thấy rõ ràng con em của mình tự nhiên là nó đỡ gắt gỏng, nó đỡ quọ quọ. Là vì nó có một những cái lúc nào, những cái nhu cầu về vấn đề trao đổi với bạn bè của nó đã được một phần nào đó xoa dịu. Một câu hỏi nữa Thanh Thảo chị hỏi bác sĩ trước khi chúng ta ngừng chương trình. Đây là chuyện nói đoán xa thôi, nhưng mà sau khi bị nhốt trong nhà lâu như thế, đến cuối tháng, giữa tháng 6 năm nay nữa ở California, thì có nghĩa là đã 1 năm 3 tháng nếu bị nhốt như vậy rồi. Bây giờ các bố mẹ phải đi ra đi làm trở lại, tại vì công việc nó sẽ mở lại, con cái chuẩn bị đi học trở lại. Cái sự mà gần gũi suốt cả hơn một năm trời, cứ ở chung vào một cái khuôn viên của một cái nhà, hoặc là cái phạm vi cái apartment, nó quen rồi. Bây giờ khi mà trở ra để hoạt động lại như cũ trước khi xảy ra đại dịch, mặc dù sẽ là phải có giãn cách xã hội đủ thứ, nhưng mà nó là một cái sự thay đổi lớn. Thì bác sĩ nghĩ là họ nên chuẩn bị như thế nào để có thể đối phó tốt nhất, nhất là với trẻ em? Câu hỏi của Thanh Thảo rất là hay và cái rất là cần thiết, là tại vì sau khi mình đã bị nhốt rồi một thời gian đó, nó có một nhiều những cái căng thẳng, thì nó lại phải có cái giai đoạn là học tập trở lại để mà
từ từ qua những cái giai đoạn nào đó để mà trở lại an toàn. Thì ví dụ như trong những gia đình đã gần với nhau lâu rồi thì lúc đầu có nhiều xung đột, xong về sau á, phải nổi hoặc là chìm. Thành ra bởi vậy kiếm cách để mà dung hòa với nhau, để mà có thể tiếp tục mà trải qua những cái ngày, những cái tháng vừa qua. Thì bây giờ khi mà nó thay đổi đó thì mình cũng phải từ từ, cũng giống như con em mình tập cho nó đi học trở lại vậy. Thì mình phải có cái chuẩn bị tinh thần, thì cũng phải nói chuyện với các em, rồi cũng phải có những cái mà trao đổi, so coi những cái news, nó có những cái chương trình nó cho thấy đó là bây giờ làm như thế nào. Xong rồi mình phải hỏi cho các em là bây giờ khi mà con đi trở lại đó thì nó như thế nào. Bây giờ các em đó là cần, quan trọng nhất đó, nhu cầu là phải biết trước là những cái chuyện gì sẽ xảy ra, phải được chuẩn bị trước để mà các em mới chấp nhận được. Đừng có làm cái gì mà tự nhiên đột ngột mà không có chuẩn bị gì cả, thì các em bị hoang mang. Và các em cần biết đó, là mới đầu ví dụ như bố mẹ đi làm, nhưng mà cố gắng đi làm ngắn, xong chưa gặp lại, dù là nó chỉ có nửa tiếng, hay là even, hay là ít hơn nữa 15-20 phút cũng được, nhưng mà biết là vẫn còn ở đó. Cho các em những cái phương pháp để các em có thể FaceTime với mình, có thể kêu gọi mình được, hay là một cái điện thoại, hay là một cái đường dây. Bởi vì các em cũng không thể nào ở nhà một mình được, nhưng mà biết là có thể là kêu gọi bố mẹ được. Và hay là mình kêu vô, nó kêu là check in đó, để xem con làm sao, thế nào. Dù là có một vài phút đi chăng nữa, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho các em củng cố tinh thần và vững mạnh để mà có thể là cảm thấy an toàn. Thì đó là những cái mà tập lại. Vâng, đúng là tập lại. Có một số phụ huynh thì thoải mái làm cái việc như bác sĩ vừa khuyên. Một số khác thì cảm thấy rất là khó khăn vì người ta không quen với cái kiểu mà phải suy nghĩ xa xôi hoặc là tính toán như thế này. Thì hình như là Project Việt Nam có những cái một cái chương trình trợ giúp cho những bậc phụ huynh như thế, có đúng không ạ? Tụi tôi đó, thì có những cái, đến mùa hè sắp đến sẽ có một cái lớp mà, một cái nhóm mà kêu là để hỗ trợ cho phụ huynh đó. Thì mình sẽ chia sẻ những cái mà phương pháp mà mình có thể để mà mình ứng xử với lại cái, những cái môi trường thay đổi như vậy. Hay là làm sao mà để giúp cho đời sống gia đình của mình nó phong phú hơn. Nguyên từ năm ngoái á, chúng tôi có một số những cái chia sẻ, chúng tôi có thể là, nếu mà quý vị có thể email cho chúng tôi sẽ là đưa cho quý vị có thể sử dụng những cái phương pháp đó. Hay là những cái chia sẻ đó của năm ngoái, và cũng sắp đây sẽ có những cái mới. Đến vào khoảng tháng 6 là chúng tôi bắt đầu rồi. Vâng, tức là Thanh Thảo cũng sẽ gửi đến quý vị những cái link để quý vị có thể chuẩn bị trước. Khi nào có chương trình thì sẽ xem, hoặc là có thể xem lại những cái chương trình cũ. Ngoài ra quan trọng nhất đó, là bây giờ quý vị, những cái nơi nào mà họ có thể có những cái cơ hội để chơi thể thao lại đó, cho các cháu nhập vô lại đi. Vâng. Nào là ở cái trường võ Việt Nam Taekwondo Center mới mở trở lại đó, thì các em đó, tôi buồn cười quá, tới cái là phải bao nhiêu đứa lúc trước nó đã đi mình rồi, bây giờ phải đổi cái belt, tại vì cái bụng nó bự quá rồi. Thôi nó cột không nổi, phải đưa cho cái size trên nữa. Tôi bảo chết rồi, phải tập cho ngay để giảm, coi như là giải quyết ngay lập tức, không có để trễ quá phiền. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với chương trình Từ Nhà Đến Trường hữu ích ngày hôm nay. Kỳ tới chúng ta sẽ lại nói chuyện về phân đoạn ra những cái giai đoạn khác nhau của tuổi trẻ, để cho bậc phụ huynh có thể trợ giúp các em, và các em cũng hiểu được là mình nên làm cái gì để bớt cái nặng của bố mẹ. Vâng, lần sau tôi sẽ chia sẻ những cái khuyên bảo của Hàn Lâm Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ. Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị vừa xem chương trình Từ Nhà Đến Trường của Đài Việt Phết TV với phần trình bày và biên soạn của bác sĩ Quỳnh Kiều. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, và xin kính chào tạm biệt. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.